Xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2024, tức ngày 24 tháng Chạp năm Quý Mão của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương vững bước vào năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, kiến tạo mới, hứa hẹn những thành công mới. Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Bình Dương tiếp tục có những đóng góp quý báu, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Sáng nay, câu lạc bộ hưu trí tỉnh họp mặt kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử 94 năm qua. Sự quan tâm, chăm lo tận tình của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, sẽ góp phần tạo động lực để các gia đình chính sách, các hộ nghèo đầm ấm và hạnh phúc hơn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Trung Đông từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 2 tới, tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng. Hôm nay, ngày 3 tháng 2, 2024, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng ngày này, cách đây 94 năm, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt 94 năm qua, 1930 đến năm 2024, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đó là đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền và làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, trong gần 40 năm đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 là dịp tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước vào năm 2045. Sáng nay, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2024 và mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, cùng hơn 300 hội viên là cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng hội viên câu lạc bộ hưu trí tỉnh đã có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử 94 năm qua, nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2023. Năm qua, dù chịu ảnh hưởng khó khăn chung, nhưng kinh tế Bình Dương vẫn phát triển ổn định, xứng tầm là địa phương năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh nhờ đó đã được cải thiện và nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng, tăng cường và phát huy. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, đã trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Câu lạc bộ hưu trí tỉnh đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà thời gian qua. Mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ hưu trí tỉnh bằng những việc làm thiết thực theo khả năng cao nhất của mình tiếp tục có những đóng góp quý báu, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp văn minh. Xuân mới đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong niềm vui đón xuân mới, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với niềm tin son sắt, phấn khởi, tự hào về một đảng chân chính cách mạng đã làm nên những mùa xuân bất tận cho đất nước. Huy hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam là phần thưởng cao quý, ghi nhận, trân trọng, tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên lão thành. Lễ trao huy hiệu Đảng đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ tỉnh Bình Dương có 486 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đảng viên nhận được huy hiệu 75 năm tuổi Đảng,
12 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 25 đảng viên nhận huy hiệu 60 tuổi đảng, 42 đảng viên nhận huy hiệu 55 tuổi đảng, 61 đảng viên nhận huy hiệu 50 tuổi đảng, 450 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi đảng. Một đồng chí đảng viên được truy tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Lễ trao tặng huy hiệu đảng được các cấp ủy tổ chức trang trọng, không chỉ là niềm vinh dự tự hào của đảng viên được nhận huy hiệu đảng, mà còn là niềm tự hào của đảng bộ, đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân, là những tấm gương sáng để các đảng viên trẻ học tập noi theo. Được cái đảng rất là rèn luyện từ lúc nó còn ít tuổi, nó có 22 tuổi, nếu mà tính phải là 2 tuổi kia là 23. Đấy, cho nên là tôi cũng lòng là theo đảng. Qua từng cái giai đoạn chiến tranh như vậy, nhưng mà tôi cũng xác định là mình là một đảng viên. Lúc nào cũng phải nêu cao một cái tấm gương, tức là gương mẫu và cái vai trò trách nhiệm của một đảng viên được là đảng là giao cho. Tỉnh Bình Dương, rồi của thành phố Thuận An đã trao nhận tôi là 60 năm tuổi đảng. Đó, tôi niềm là cái tự hào, danh dự đối với bản thân, cũng như gia đình, cũng như đối với đảng bộ của xã An Sơn. Thì tôi niềm tự hào này thì luôn luôn là phấn đấu và rèn luyện. Hòa trong không khí chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta vui mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 94 mùa xuân đã qua và mỗi mùa xuân có đảng là một mùa hạnh phúc, an vui với cả dân tộc Việt Nam. Tự hào về đảng quang vinh, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện một lòng theo đảng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, xây dựng đảng ta ngày càng vững mạnh, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Tôi rất là vinh dự, rất là tự hào khi mình là đảng viên. Nhưng trên hết, đó là trách nhiệm đối với đảng, đối với nhân dân, góp phần trong việc xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, góp phần trong việc xây dựng khu phố ngày càng là giàu đẹp, văn minh hơn. Ở cấp khu phố thì là cái nơi mà tiếp xúc với dân hàng ngày, từ việc nhỏ đến việc lớn. Do đó khi tiếp xúc với dân thì mình phải tôn trọng dân, phải thân thiện gần gũi với dân, để rồi nghe dân nói, rồi dân thấy và làm theo. Tự hào về truyền thống vẻ vang của đảng trong 94 năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương vô cùng tự hào về truyền thống của đảng bộ tỉnh theo suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước. Năm nay, đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Dương kỷ niệm 94 năm ngày thành lập đảng trong niềm vui phấn khởi bởi những kết quả tích cực đạt được trong năm 2023. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương vững bước vào năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, kiến tạo mới, hứa hẹn những thành công mới và lập thêm nhiều kỳ tích dâng lên đảng quang vinh. Ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử cung cấp cho mỗi đảng viên có một quyển sổ tay được số hóa thay cho sổ tay ghi chép truyền thống, nhằm giúp các đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh. Ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử còn liên kết đến cổng thông tin điện tử của tỉnh ủy cũng như các ứng dụng khác của tỉnh để cung cấp cho đảng viên có thể khai thác nhiều kênh thông tin và các dữ liệu dùng chung của tỉnh. Ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử với các chức năng chính như sau. Chức năng thứ nhất, sinh hoạt đảng viên là tổ chức các cuộc họp sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Trong cuộc họp sẽ tiếp nhận các ý kiến của đảng viên. Ngoài ra, khi bắt đầu cuộc họp thì sẽ có điểm danh, ghi lại nội dung cuộc họp và ra nghị quyết. Cuối cùng là giao và theo dõi các nhiệm vụ đã giao cho người phụ trách. Chức năng thứ hai, về học tập nghị quyết, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp triển khai phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của đảng đến đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tiếp cận, nghiên cứu, đồng thời giúp cho công tác quản lý đảng viên tham gia học tập được tốt hơn, thiết thực hơn. Chức năng thứ ba, khai thác kho thông tin, dữ liệu từ việc kết nối các hệ thống khác như cổng thông tin điện tử tỉnh ủy, ứng dụng văn phòng số để các đảng viên khai thác các bản tin hàng ngày của đảng nói chung và của đảng bộ tỉnh nói riêng. Ngoài ra, còn cho các tổ chức đảng đăng thông tin, tin tức, thông báo và tuyên truyền.
Chức năng thứ tư về văn kiện, tư liệu sẽ giúp cho đảng viên tìm được tư liệu và văn bản theo chủ đề một cách chính thống, có thể tra cứu và đóng góp ý kiến cá nhân đối với các văn kiện và tư liệu đó. Chức năng thứ năm, tiện ích nhằm theo dõi lịch công tác của đảng viên, các bản tin nội bộ và đánh giá theo dõi điểm cá nhân của đảng viên. Có thể thấy rằng với việc ra mắt sổ tay đảng viên điện tử ngày hôm nay đã một lần nữa tiếp tục khẳng định Bình Dương là một địa phương chủ động trong đổi mới, sáng tạo, tích cực trong chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính trong đảng là xu thế phù hợp với yêu cầu của sự phát triển, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng như hiện nay. Với tất cả ý nghĩa đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cùng quyết tâm triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia, đồng lòng của toàn thể đảng viên trong đảng bộ sẽ tạo ra bước tiến mới, tích cực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ. Sáng nay, trường tiểu học An Phú, thành phố Thuận An thực hiện chương trình Nắm gạo tình thương, mùa xuân cho trẻ em nghèo. Chương trình được chi bộ nhà trường phát động thực hiện từ năm 2014 nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Hôm nay là ngày nghỉ Tết đầu tiên của học sinh Bình Dương. Thế nhưng em Nguyễn Quốc Trí, học sinh lớp 4 trường tiểu học An Phú, vẫn đến trường để tham dự chương trình Nắm gạo tình thương. Ba của Trí mất vì Covid-19, mẹ em làm công nhân nuôi Trí và em gái ăn học. Cuộc sống gia đình rất khó khăn. Không chỉ có Trí, hơn 200 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đang học tập tại trường cũng có mặt trong chương trình. Ngoài những lời động viên tinh thần, mỗi em được nhận một phần quà gồm 20 kg gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt. Những phần quà được trao tặng là kết quả từ phong trào Nắm gạo tình thương được chi ủy trường triển khai trong tháng 1 năm 2024. Riêng đảng viên chi bộ trường cùng nhau quyên góp tặng thêm 6 chiếc xe đạp hỗ trợ học sinh nghèo phương tiện đến trường. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội của người đảng viên. Hôm nay con nhận quà rất là vui. Con sẽ mang quà về cho mẹ để mẹ cùng đón Tết cùng các thành viên trong gia đình. Con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô. Khi mà nghị quyết thực hiện của đại chi bộ đề ra thì tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đều đồng thuận và tán thành. Qua 10 năm thực hiện, chương trình Nắm gạo tình thương đã trở thành hoạt động truyền thống của chi bộ trường tiểu học An Phú và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phụ huynh cùng các ban ngành đoàn thể phường nói riêng, thành phố Thuận An nói chung. Nếu như năm đầu tiên phần quà chỉ là những bao gạo và vài món bánh kẹo, thì đến nay giá trị từng phần quà đã nhiều hơn, chăm lo Tết đủ đầy hơn cho học sinh khó khăn. Đặc biệt, với đặc thù đa số học sinh là con công nhân lao động xa quê, việc làm của trường góp phần tạo sự gắn kết để phụ huynh an tâm sinh sống, làm việc trên quê hương Bình Dương. Được thống nhất từ đồng thuận của ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như là lấy ý kiến từ ban chấp hành, thì đề ra được cái chủ trương là tổ chức cái phong trào nắm gạo tình thương phát động trong thời gian 20 ngày. Thì đến giờ phút này phải nói rất là hạnh phúc, trường đã tổ chức thành công cái buổi lễ tổng kết này, đã trao cho 218 phần quà cho các em học sinh, thì tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Đây là một điều là hết sức là đáng trân quý. Những cách làm đơn giản thiết thực như phong trào nắm gạo tình thương đang làm đẹp thêm hình ảnh của tổ chức đảng và đảng viên mỗi mùa xuân về. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Dầu Tiếng thực hiện chăm lo cho hơn 17.000 gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và công nhân lao động với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng. Hình thức chăm lo Tết đa dạng thiết thực thể hiện rõ sự quan tâm chu đáo của chính quyền, các ban ngành đoàn thể huyện và cộng đồng xã hội, qua đó lan tỏa tình xuân đến mọi người mọi nhà để cùng nhau bước qua năm mới với niềm tin và hy vọng vào sự phát triển đi lên. Tết Giáp Thìn 2024, ông Nguyễn Phi Sơn ở ấp Hố Muồn, xã Long Tân đón mùa xuân thứ 70 của đời người trong căn nhà mới khang trang, tươm tất. Căn nhà hơn 50m² với tổng trị giá 100 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dầu Tiếng trích từ Quỹ vì người nghèo và vận động xã hội hóa. Ông Sơn sống một mình, ngày ngày bán vé số để có tiền ăn uống, thuốc men. Một nơi ở ổn định là niềm hạnh phúc to lớn với ông ở tuổi xế chiều.
nhà cũ thì nói ngay bây giờ nhà của mình thì mình phải ở thôi, chứ còn nó cũng nứt nẻ tùm lum hết rồi. Không biết nó sụp giờ nào, nhiều khi ban đêm mà nghe gió thổi mạnh mà cái nhà nó dặn cái cũng sợ nữa. Thì giờ có căn nhà mới của nhà nước, lãnh đạo cấp gì thì nó cũng mừng lắm, cũng an tâm nữa. Với tinh thần chia sẻ yêu thương, các phiên chợ không đồng do Hội Chữ Thập Đỏ huyện Dầu Tiếng tổ chức những ngày cuối năm càng thể hiện rõ ý nghĩa nhân văn. Hàng hóa ở chợ là đồ dùng thiết yếu, gần gũi, phục vụ thiết thực đời sống hàng ngày của người dân khó khăn. Từ những phiên chợ không đồng, hương vị ngày Tết đậm đà hơn trong mỗi gia đình. Ngoài ra, hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã và đang được thực hiện liên tục những ngày qua ở khắp các địa phương trong huyện. Việc thăm hỏi được tiến hành trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nếp sống văn hóa và bảo đảm theo quy định. Từng phần quà Tết đông đầy yêu thương, tai truyền tai đến các gia đình tô thắm thêm nét đẹp của Tết cổ truyền Việt Nam. Theo chuẩn nghèo của tỉnh, huyện Dầu Tiếng hiện còn 450 hộ nghèo và trên 300 hộ cận nghèo. Sự quan tâm, chăm lo tận tình của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, sẽ góp phần tạo động lực để các hộ nghèo, cận nghèo cố gắng vươn lên, tạo dựng một cuộc sống ổn định, khấm khá hơn. Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, huyện Phú Giáo đã đề ra mục tiêu gắn phát triển nông nghiệp, công nghệ cao với du lịch sinh thái là một trong những định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành nông nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Những năm gần đây, trong xu thế phát triển chung, kinh tế nông nghiệp Phú Giáo đang chuyển mình sang phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, an toàn. Song song với đó, chiến lược phát triển nông nghiệp nói chung, nông nghiệp công nghệ cao nói riêng gắn với phát triển du lịch sinh thái bằng việc tận dụng các điểm đến du lịch sinh thái trên địa bàn như suối Rạc, suối Bà Mụ, với các địa điểm du lịch như cầu Sông Bé, chùa Bửu Phước, dinh tỉnh trưởng Phước Thành đã và đang được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai, bước đầu đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Muốn phát triển được du lịch sinh thái của Phú Giáo thì cần phải có những cái bước đi mạnh mẽ hơn. Thật sự ra du lịch thì quan trọng nhất là sản phẩm. Vậy thì ở mỗi cái chủ thể như thế hoặc mỗi cái doanh nghiệp như thế, họ phải có sự đồng lòng trong tạo nên những cái sản phẩm du lịch như thế. Và tiếp theo là vai trò về hỗ trợ của chính quyền địa phương về mặt chính sách, về mặt đất đai, quy hoạch cũng như là các cái hỗ trợ về vốn để họ có thể là triển khai các cái mô hình du lịch này. Thời gian qua, Phú Giáo đã liên kết với các công ty du lịch để thu hút du khách đến vừa tham quan, nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm cuộc sống trong không gian nông thôn. Kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với du lịch qua những dịch vụ như mua bán sản phẩm nông nghiệp tại chỗ, cung cấp dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí. Cùng với đó, địa phương sẽ xây dựng chương trình phát triển du lịch sinh thái tại các khu nông nghiệp công nghệ cao hiện có gắn với việc khai thác du lịch trên lòng hồ Phước Hòa. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường khai thác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để quảng bá về hình ảnh du lịch Phú Giáo đến với du khách trong và ngoài huyện. Tổ chức khảo sát khu đất phát triển khu du lịch sinh thái suối Rạc thuộc địa bàn xã An Bình và phương án thu hồi đất để đầu tư xây dựng quần thể khu di tích cầu Sông Bé trên địa bàn xã Vĩnh Hòa và Phước Hòa. Ngoài ra, huyện đang trong quá trình nghiên cứu hình thành các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với các địa phương, ưu tiên các địa phương đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cái thứ nhất là cũng phải nhanh chóng triển khai cái xúc tiến thương mại, rồi quảng bá sản phẩm. Các sản phẩm mà huyện Phú Giáo đã đạt được OCOP, rồi tổ chức các hội thảo, hội nghị để cho hợp tác xã, nông dân, các nông hộ là đưa các sản phẩm của mình đến với các cái thị trường trên toàn quốc. Với những giải pháp được huyện Phú Giáo đề ra, đang tạo đòn bẩy để phát triển du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập và giảm nghèo cho người dân nông thôn. Trong dịp Tết này, ngành y tế sẽ theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng. Ngành y tế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam.
xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh. Về công tác điều trị, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được yêu cầu phải nâng cao năng lực thu dung, điều trị, rà soát cơ sở vật chất, xây dựng và triển khai phương án bảo đảm đủ nhân lực, cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế, chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp sửa có chuyến thăm Trung Đông, chuyến công du thứ 5 tại khu vực này kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bắt đầu tháng 10 năm ngoái. Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Qatar, Israel và khu bờ Tây từ ngày 4 tháng 2 tới ngày 8 tháng 2. Ngoại trưởng Blinken sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận, đảm bảo mọi con tin còn lại sẽ được phóng thích cũng như một lệnh ngừng bắn nhân đạo nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người dân ở dải Gaza. Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng ra khu vực, đồng thời tái khẳng định rằng Mỹ sẽ có các bước phù hợp để bảo vệ công dân của mình, cũng như quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Các nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Phong trào Hồi giáo Hamas đã đề nghị Nga làm một bên bảo đảm trong trao đổi tù binh với Israel. Theo ông Bazem Nam, người phụ trách vấn đề quan hệ quốc tế của Hamas, phong trào này cũng muốn có sự có mặt của Qatar, Ai Cập, Liên Hợp Quốc trong quá trình trao đổi tù binh. Ông Nam nhấn mạnh, bất kỳ một thỏa thuận nào về dải Gaza đều phải dẫn đến một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, Israel rút quân, mở biên giới và cung cấp lương thực vào khu vực này. Còn The Times of Israel cho biết phong trào Hamas yêu cầu Israel phải trả tự do cho hai nhân vật là thủ lĩnh cánh quân sự của phong trào Fatah, Marwan Barghouti và người đứng đầu mặt trận nhân dân giải phóng Palestine, Ahmad Sadat. Một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng chưa từng có đang diễn ra tại dải Gaza, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của hơn 2 triệu dân nơi đây. Trong đó, thiếu nước sạch sinh hoạt là tình cảnh mà nhiều gia đình Palestine sơ tán do xung đột đang phải đối mặt. Mỗi ngày, anh Yahya Al-Naza, người Palestine đang sơ tán tại thành phố Rafah phía nam dải Gaza, phải cuốc bộ đến điểm tập kết nước để lấy nước về cho gia đình. Để có thể mang can nước nặng 4kg này về nhà, anh phải xếp hàng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Tìm nước sinh hoạt là một cuộc chiến hàng ngày với tất cả chúng tôi ở đây. Ở đây không có máy bơm, mỗi ngày chỉ có thể phục vụ một số lượng người nhất định, mà không phải ai cũng lấy được, nếu đến sớm thì mới có nước dùng. Tuy vậy, can nước mà họ mang về cũng chỉ là dùng tạm, vì không còn lựa chọn nào khác. Nước có vị mặn, khi giặt quần áo bằng thứ nước này, quần áo trở nên cứng đờ. Thế nhưng, những người dân Palestine phải sơ tán do xung đột vẫn phải dùng nước mặn mỗi ngày, nguồn duy nhất có sẵn trong dải đất này. Nước này không thích hợp để uống hay làm gì cả, nó mặn lắm. Nhưng nếu không có gì khác thì đành phải uống thôi, dù gây hại cho thận. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo tình trạng thiếu nước sạch tại dải Gaza đang làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng và nhiễm bệnh, đặc biệt ở trẻ em. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa đưa ra bình luận về việc quân đội nước này tiến hành không kích khoảng 85 mục tiêu ở Iraq và Syria thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các lực lượng vũ trang liên quan. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, các cuộc không kích này mới chỉ là khởi đầu các biện pháp đáp trả của Mỹ đối với vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordani Chủ nhật tuần trước. Trong tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Tổng thống Joe Biden đã chỉ thị tiếp tục hành động nhằm buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm vũ trang liên quan phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Mỹ và Liên quân. Ủy ban châu Âu EC đã quyết định dành khoản viện trợ nhân đạo hơn 56 triệu euro, tức hơn 60,4 triệu đô la Mỹ, trong năm 2024 để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn tại châu Á-Thái Bình Dương. Khoản tài trợ này được kỳ vọng sẽ giúp những người đang chịu ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo tại trong khu vực và tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa ở những nơi dễ bị thiên tai. Thông báo trên được đưa ra nhân dịp diễn đàn cấp Bộ trưởng Liên minh châu Âu EU và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Hội nghị Bộ trưởng EU, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tổ chức tại thủ đô Brussels ngày 2 tháng 2.
Đức vẫn luôn là một trong các quốc gia đi đầu thế giới về việc điều chỉnh thời gian làm việc trong tuần như một phần của các nỗ lực thương lượng tiền lương hoặc tránh tình trạng dư thừa trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Được ca ngợi là bước ngoặt giúp người lao động đạt được cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc, ý tưởng cắt giảm thời gian làm việc, đặc biệt là chế độ một tuần làm việc 4 ngày, đang ngày càng nhận được sự chào đón ở nhiều quốc gia, trong đó có Đức. Thử nghiệm trong vòng 6 tháng qua tại 45 công ty và tổ chức tại Đức đã thu hút được những tín hiệu tích cực. Với chế độ làm việc này, người lao động vẫn được nhận đầy đủ tiền lương. Những người ủng hộ cho rằng tuần làm việc 4 ngày sẽ giúp tăng năng suất của người lao động và do đó giúp giảm bớt tình trạng thiếu lao động có tay nghề của nước này. Trước đó, Anh và Nam Phi, Australia, Ireland và Mỹ đều đã thử nghiệm tương tự. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị.